Chúng ta sẽ đến với Eden Hazard mùa giải OTW, là mùa thiện chuyển nhượng. Mức thiện cộng 1 thì Eden Hazard mùa giải OTW có khả năng chơi tốt ở vị trí LW và CF với lần lượt chỉ số chung là 96 và 95. Hiện tại anh thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid kịch Bỉ, lương 18, chiều cao 1m75, cân nặng 74 g, thể hình trung bình và chân thuận, trái 4 phải 5, có 4 sao kỹ thuật danh tiếng là siêu sao. Chỉ số ẩn bao gồm sút xoáy, tinh tế, kiến tạo, sút và tạt má ngoài qua người. Ta sẽ review Eden Hazard ở vị trí anh chơi tốt nhất là LW, với các bộ chỉ số tăng tốc lần lượt là 101, khéo léo là 106, rê bóng là 104, bóng là 104. Ngoài ra các chỉ số như là tốc độ, tạt bóng, chuyền ngắn, dứt điểm xa, chọn vị trí, tầm nhìn, phản ứng đều rất tốt. Khi để Eden Hazard ở vị trí CF, các bạn để chiến thuật đơn của anh như sau: đột phá, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, xâm nhập vòng cấm và chọc khe. Xu hướng là công 3 và thủ 1. Giờ chúng ta sẽ vào một trận xếp hạng để xem giò cẳng của Eden Hazard mùa thiện chuyển nhượng OTW là như thế nào nhé. Eden Hazard trước khi chuyển nhượng sang Madrid thì đã có một mùa giải vô cùng thành công ở Chelsea. Thì anh chính là cầu thủ gánh team và đưa Chelsea tới chức vô địch Europa League. Tuy nhiên thì những bước khởi đầu Eden Hazard ở Madrid lại gặp điều không suôn sẻ và may mắn cho lắm. Điều đó xảy ra với những chấn thương của Eden Hazard trước đây tái phát. Tuy nhiên ở bóng đá hiện tại thì Eden Hazard là vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Một pha kiến tạo của Eden Hazard rất hay cho Ronaldo. Tuy nhiên phù thủy Ronaldo mùa giải Ronaldo Hero lại không thể tận dụng được tình huống mà người đàn em của mình mang đến. Đáng tiếc, bạn thấy là tốc độ, khéo léo và kỹ năng tạt bóng như chuyền bóng của Hazard rất tốt. Vì có thể hình không được lý tưởng cho lắm khi chưa thể cao tới 1m8, nhưng bù lại Hazard là một cầu thủ tương đối khéo léo và nhanh nhẹn. Một tình huống dứt điểm rất hay của Hazard và chắc chắn rồi, và đột phá như thời anh gánh team ở Chelsea. Rất hay các bạn ạ. Anh sọc thẳng vào khung thành đối phương qua cả rừng hậu vệ. Vì những mùa thẻ kế tiếp ra mắt nhiều, nhưng Eden Hazard mùa giải OTW, đặc biệt là khi các bạn sử dụng ở mức thẻ như tôi đang dùng cộng 5, thì sẽ thấy sự bá đạo của chàng cầu thủ người Mỹ này. Không những thi đấu ở vị trí LW mà Hazard còn đóng vai trò của một công CF rất tốt. Đây là Hazard. Rất hay, một tình huống ZD. Đột phá hay, tốc độ tốt, đỡ bóng bước một tuyệt vời, khả năng dứt điểm đẳng cấp. Đó là những gì có thể nói về Hazard mùa giải OTW. Quá hay luôn các bạn ạ.
Cái gì đang xảy ra vậy? What the hell? Tuyệt vời luôn. Nếu không có hậu vệ cuối cùng của đội bạn ngăn chặn thì chắc chắn là một tình huống ghi bàn rất dễ dàng. Khi mà anh một mỏng mạch đơn thương độc mã như Triệu Tự Lòng ghi vào vòng cấm của đối phương. Lại là Hazard. Dụng Hazard thì các bạn cứ ấn phím tăng tốc thôi. Anh chạy rất nhanh. Và thậm chí còn có khả năng tự né pha xọc bóng của đối phương. Và kiến tạo cho lại là Ronaldinho. Khá lắm. Hazard. ZD ngoài vòng cấm. Cách hơi xa để Hazard có thể ghi được bàn thắng. Để ủng hộ mình thì các bạn hãy bấm like, comment, nhận xét của bạn về Eden Hazard và ý kiến của các bạn về cầu thủ bóng đá này. Sau đó hãy ấn nút đăng ký subscribe kênh cho mình. Mình có thể đồng hành cùng các bạn trong những clip review tiếp theo. Dù bạn chơi hay đỡ như thế nào, quan trọng với chúng ta đó là tình yêu, niềm đam mê và những giây phút giải trí cùng trái bóng tròn trong thế giới đời thực cũng như trong thế giới của FIFA Online 4. Đó là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi tới các bạn. Chúc các bạn xem video ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Hãy nhớ tôi là streamer Anh Giờ Bảy, bình luận viên trong tựa game eSports FIFA Online 4. Kênh YouTube chính là Anh Giờ Bảy Vlog. Vậy chúng ta đã được chứng kiến tài năng của Eden Hazard trong hiệp 1 với những pha quẩy tung cả team của đối phương. Anh chạy cứ như là đội bạn không hề có hậu vệ như vậy. Giải OTW đối với tôi thì đánh giá rất cao cái vai trò và cái đẳng cấp của Eden Hazard mùa giải này. Dụng mùa giải này không khác gì là chúng ta dụng một icon. Vì cái độ bá đạo của một thẻ OTW bạn nên nhớ là mùa thẻ OTW chính là mùa thẻ chuyển nhượng, và ở cái thời điểm chuyển nhượng đấy thì Hazard đang là cầu thủ rất hot, thì anh đã gánh team Chelsea đến Europa League. Tình huống kiến tạo rất hay của Eden Hazard và đánh đầu đẳng cấp của tiền đạo Cristiano Ronaldo mùa giải TT cộng 5. Ronaldo trong in game hiện tại đang là một trong những sát thủ có khả năng chơi bóng bổng và ghi bàn vào đầu cực tốt, đúng như những gì anh thể hiện ở ngoài đời, trường C1 như câu lạc bộ Juventus, tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Như vậy là với đẳng cấp của mình, Eden Hazard đã khiến cho đối thủ chạy mất dép.
Eden Hazard mùa giải OTW này thì tôi có thể chấm điểm cho anh ta ở mức điểm 10 trên 10, vị trí LV kép. Các bạn thấy một tình huống mà ZD bóng sệt ngoài vòng cấm cũng rất ảo của Hazard. Điểm đáng dùng của Hazard mùa thẻ OTW này chính là sự ảo game của anh. Nói là ảo thì nó ảo thật, nhưng mà với những gì Hazard thể hiện ngoài đời thực thì nó hoàn toàn xứng đáng, bởi vì sau thời kỳ của những Ronaldinho hay là các cầu thủ giàu kỹ thuật Neymar thì có lẽ Eden Hazard cũng là một trong những cầu thủ bóng đá đương đại có kỹ thuật và khả năng rê dắt bóng khéo léo. Tình huống rất hài hước, khá là trôn game, hơi funny một chút. Tình huống mà Rothwell đã có pha ghi bàn dễ dàng nhất sự nghiệp của anh. Nhìn thấy Eden Hazard, ta sẽ cùng xem kỹ thuật của cầu thủ này, 4 sao kỹ thuật, anh thực hiện những skill như thế nào, tương đối là tốt các bạn ạ. Skill cơ bản thì Hazard thực hiện được. Điểm mạnh của anh là khả năng đi bóng dính chân, ZD ảo diệu. Hazard không những là một cái cánh hay, có khả năng kiến tạo, anh còn là một trong những cây săn bàn rất tốt với kỹ năng dứt điểm thượng thừa bằng cả hai chân của mình. Trận đấu mà Eden Hazard đã tỏa sáng một cú bốc cơ. Với giá trị hiện tại chỉ là 60 triệu VP cộng với chỉ số chỉ là 96 thì Eden Hazard mùa giải OTW rất dễ ép lên thẻ cộng 5, thì đó anh sẽ có chỉ số cao. Vì thế các bạn nên đầu tư Eden Hazard, đặc biệt là những bạn về team của Chelsea, team của đội tuyển Mỹ, là team của Real Madrid. Giải OTW là một giải rất tốt về chất lượng và cũng cực kỳ ưu đãi về giá trị trên thị trường. Bằng cách đánh đầu của Ronaldo tại London Hero. Clip trước tôi đã có dịp giới thiệu đến các bạn. Hazard sút xa nào, meta game mới thì việc dứt điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, khi bạn bắt buộc phải sử dụng ở vị trí thuận lợi ta mới tung ra được những pha dứt điểm chất lượng. Ta đã có một bàn thắng đầu đấu, mưa bàn thắng với ghi bàn chính là Labute trong những trung vệ rất hay của bóng đá hiện tại.